Hello anh em ha. Mình có bộ cuốn này nè anh em. Hôm bữa mình đăng 3 triệu cá bộ anh em. Mà mình ngồi chiều hôm qua với sáng hôm nay mình ngồi mình để ý á, thì lâu lâu em nó có nhìn lên trời ngắm trăng ha anh em ha. Lâu lâu buồn buồn á anh em, chứ để ý mới thấy, chứ còn treo lên như thế này thì không thấy được đâu. Thế là ngồi gần cái bên cũng không thấy được đâu. Mình phải treo lên mình ngắm thiệt lâu vậy á thì mới thấy em nó nhìn lên trời đó, ngắm trăng một hai cái thì đó. Có sao em nói vậy nha mấy anh ha. Cá bộ này em muốn ra đi với giá là 2,2 triệu ha, còn nếu như anh em bắt chim không á thì là 1,8 triệu ha. Rồi nói chung có bớt lọc, có bớt tiền ship cho anh em ha, để cho anh em về nuôi may mắn hoặc là anh em cùng vui vẻ ha. Anh em nào mà muốn kết nối thì cứ liên hệ qua tin nhắn riêng inbox Facebook giúp em nha. Tại vì cái nhóm nó không có cho đăng giá và là số điện thoại anh em. Đó, thì em sẽ để địa chỉ ở trên ha, phần mô tả ha. Rồi anh em nào mà có xem YouTube thì nhớ qua kênh Hoàng Kha Go Play đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi cảm ơn anh em nha. Chim này chân vàng nha anh em, móng mắt mỏ đầy đủ, lông lá đầy đủ. Đó, chỉ có hai vấn đề, một là chưa căng lửa hót như anh em thấy đó, hai nữa là lâu lâu nó ngắm trăng, nó nhớ hàng Nga, nó ngắm trăng đó. Quay nãy giờ mà anh em không thấy luôn đó, ngồi chực lâu nhìn để ý mới thấy, lâu lâu nó nhìn lên trời mấy cái. Còn bình thường á hả, cho anh em bao test luôn cũng không bao giờ thấy được. Thì chim có sao em nói vậy ha. Rồi cảm ơn anh em nha.